Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Nhằm giúp cho quý vị có thể liên tục cập nhật những thông tin mới, nóng, thiết thực hàng ngày. Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh mở thêm bản tin trợ lý ảo điểm báo, lên sóng mỗi ngày trong các khung giờ 6 giờ, 11 giờ, 18 giờ. Rất mong sẽ đón nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Mở đầu bản tin điểm báo 11 giờ hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin giá cả thị trường và tin thời tiết. Những thông tin được đăng tải trên trang báo mới.com, thanh niên.vn và tuổi trẻ online. Giá vàng hôm nay, ngày 21 tháng 11 kết thúc tuần diễn biến thất thường của kim loại quý. Trên lệnh giá mua vào, bán ra đang bị các đơn vị kinh doanh trong nước đẩy lên rất cao. Giá vàng trong nước, đóng cửa phiên giao dịch tuần được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết chiều mua, vào ở ngưỡng 59,30 triệu đồng một lượng. Giá bán ra là 60,50 triệu đồng một lượng. Tỷ giá SD cuối tuần. Cuối tuần ngày 21 tháng 11 tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước đưa ra ở mức 23.112 Việt Nam đồng 1 đô la Mỹ, tăng 8 đồng so với phiên sáng đầu tuần. Khảo sát tỷ giá đô la Mỹ tại 6 ngân hàng thương mại trong nước, tại cả hai chiều mua bán các ngân hàng đều đồng loạt tăng giá so với đầu tuần. Thời tiết hôm nay ngày 21 tháng 11, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào. Từ ngày 22 tháng 11, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, Vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, vùng núi 10 đến 13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Thời tiết hôm nay ngày 21 tháng 11 theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Những ngày gần đây thời tiết miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm thường xuất hiện sương mù khá dày và kéo dài đến gần trưa. Dự báo khoảng tối và đêm nay Bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Từ sáng sớm ngày mai ngày 22 tháng 11, ảnh hưởng đến các nơi khác Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Tiếp tục bản tin là những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu cầu việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch và phục hồi, Phát triển kinh tế xã hội phải nghiêm theo nguyên tắc thống nhất, thông suốt từ trung ương tới cơ sở. Ngày 20 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo với 63 tỉnh, thành để đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua và bàn các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Về chiến lược vaccine, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo nhu cầu xin cụ thể để Bộ Y tế tổng hợp phân bổ lên kế hoạch đẩy mạnh tiêm vắc để trong năm 2021 phải cơ bản hoàn thành việc tiêm đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, vượt kế hoạch đề ra về bao phủ vắc Đặc biệt, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh kế hoạch tiêm vắc cho trẻ em để mở cửa trường học trở lại an toàn, hiệu quả, chuẩn bị kế hoạch tiêm mũi 3 cho người đã tiêm đủ 2 mũi. Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các địa phương, đơn vị phải cơ bản hoàn thành việc tiêm đủ 2 mũi cho người trên 18 tuổi trong năm 2021. Thủ tướng lưu ý các địa phương, đơn vị phải cơ bản hoàn thành việc tiêm đủ 2 mũi cho người trên 18 tuổi trong năm 2021, đồng thời đẩy mạnh tiêm vaccine cho trẻ em để mở cửa trường học và chuẩn bị kế hoạch tiêm mũi 3 cho người đã tiêm đủ 2 mũi. Song song với nhập khẩu, cần thúc đẩy bằng được sản xuất vaccine trong nước. Thuốc MOLNUBIRAVIR đã đến 34 tỉnh thành, sớm cấp thêm cho thành phố Hồ Chí Minh. Số tỉnh thành điều trị có kiểm soát, Bằng thuốc kháng virus Momlodipiravir đã tăng lên 34, đầu tháng 11 là 22 tỉnh thành. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước sử dụng thuốc này cho điều trị ép không nhẹ và không triệu chứng tại nhà. Được biết, Bộ Y tế đã giao lãnh đạo cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo sớm cấp thuốc cho thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục bản tin trưa nay. Mời quý thính giả cùng nghe một số tin tức liên quan đến lĩnh vực công nghệ. Thiết kế vi mạch ứng dụng IoT có tính bảo mật cao. Thưa quý vị, hiện nay các vi mạch dùng cho IoT đều được phát triển ở nước ngoài, hướng nghiên cứu thiết kế vi mạch trong nước là một bước khởi đầu quan trọng trong việc tiếp cận tiến đến làm chủ lĩnh vực công nghệ cao. Internet tốt hơn sau khi sửa được một nhánh cáp quang biển AM1. Nhánh F1H3 phân đoạn rẽ vào Campuchia của tuyến cáp quang biển quốc tế AM1 đã được sửa chữa xong. Nhờ đó, toàn bộ băng thông kết nối quốc tế của các nhà mạng qua tuyến cáp này trở lại hoạt động bình thường. Khi sự cố xảy ra, tất cả nhà mạng của Việt Nam đều dàn băng thông của mình ở nhiều tuyến cáp mà không tập trung ở một hoặc hai tuyến cáp nhằm giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, các công ty viễn thông đưa ra nhiều giải pháp khắc phục ngay sự cố như mở băng thông, điều chỉnh dung lượng nhằm đảm bảo mạng Internet trong nước gần như không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mỗi lần cáp biển gặp sự cố, thì trên thực tế mạng Internet tại nhiều nơi vẫn có hiện tượng nghẽn, chập chờn, gây khó khăn cho người sử dụng dịch vụ. Liên tục bản tin 11 giờ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Trung Quốc tập trận 7 ngày ở Vịnh Bắc Bộ. Cục Hải sự Trung Quốc MSA mới đây đang thông báo rằng một cuộc tập trận diễn ra ở Vịnh Bắc Bộ từ ngày 21, 27 tháng 11 Trung Quốc thường xuyên tiến hành cuộc tập trận ở vịnh Bắc Bộ trong thời gian gần đây. Trong khi đợt dịch Covid-19 mới đang lan rộng khắp châu Âu, người dân nhiều nước lại biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế chống dịch. Trong khi đó, số ca bệnh trên toàn châu Âu vẫn tăng mạnh. Các quan chức y tế cho rằng, nguyên nhân của đợt bùng phát này là do nhiều người không tiêm vaccine và không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa Covid-19. bản tin, mời quý thính giả cùng nghe bài viết về tấm gương dũng cảm của Trung úy cảnh sát dũng cảm cứu nam thanh niên dưới dòng sông chảy xiết. Bài viết được đăng trên trang công an nhân dân.vn. Thưa quý vị, Trung úy Lưu Trần Chánh trực công an tỉnh Tây Ninh, dũng cảm nhảy xuống dòng nước chảy xiết để cứu sống nam thanh niên tự tử. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17 tháng 11 vừa qua, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt chống buôn lậu cầu Gò Dầu, thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu Tây Ninh, Trung Quý Lưu Trần Chánh Trực, đội phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, công an tỉnh Tây Ninh đã dũng cảm nhảy xuống dòng nước chảy xiết để cứu sống nam thanh niên tự tử. Vào thời điểm trên, khi Trung Quý Trực cùng đồng đội đang bắt giữ số lượng lớn hàng quá nhập lậu, nghe tiếng kêu cứu của NAB. Sinh năm 1989, ngụ ấp Trâm Vàng Hai, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh, anh nhanh chóng điều khiển cano ra giữa sông. Đoạn gần cầu gò dầu để cứu người, nơi vị trí anh B, vừa nhảy cầu có dòng nước đang chảy xiết, nước sông dâng cao, lòng sông có độ sâu khoảng 40m. Bất chấp trời tối và tầm nhìn hạn chế, Trung úy Trực vẫn lao mình nhanh xuống dòng nước để cứu nạn nhân B. Lúc này, anh B đã chìm hẳn dưới dòng nước xoáy nên Trung úy Trực phải lặn mò tìm nạn nhân. Với sự chỉ dẫn của người dân đứng trên bờ, Trung úy Trực đã cứu được anh B, đưa lên cano đưa vào bờ an toàn để cấp cứu nhờ vậy anh b đã tỉnh táo và sức khỏe ổn định sau đó trung quý trực động viên anh b nên nạn nhân từ bỏ ý định tự tử anh b cho biết do buôn chuyện gia đình nên nghĩ quẩn nhảy cầu tự tử ngay sau đó trung quý trực đã liên hệ người thân của anh b đến đưa nạn nhân về nhà chăm sóc được biết trong thời gian công tác tại đơn vị trung quý lưu trần chánh trực luôn hoàn thành tốt vai trò trách nhiệm và được đồng đội yêu mến trung tá nguyễn trung trực phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh tây ninh cho biết đồng chí trực là một cán bộ trẻ năng động trong công việc luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đồng chí trực luôn thân thiện nhiệt tình hay giúp đỡ mọi người và gần gũi gắn bó với người dân Phần tiếp theo, mời quý thính giả cùng khám phá vẻ đẹp của vườn quốc gia Ba Vì. Bài viết được đăng trên trang 24 h com Thưa quý vị, Ba Vì nổi tiếng là điểm đến lý tưởng dành cho du khách yêu thích không khí trong lành mát mẻ cùng khung cảnh quan sơ, hùng vĩ của thiên nhiên rừng núi, nổi bật giữa không gian núi rừng ngút ngàn sắc xanh. Vườn quốc gia Ba Vì hiện lên với vẻ đẹp bí ẩn, diệu kỳ, chìm đắm trong sương mờ quyền ảo chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Hà Nội với những người thích khám phá. Vườn Quốc gia Ba Vì là khu sinh thái bậc nhất ở Ba Vì với hệ thống thiên nhiên phong phú, đa dạng. Bạn không thể ngờ rằng một khu vườn quốc gia lại có khung cảnh sóng ảo siêu chất cùng những hoạt động vui chơi giải trí thú vị như vậy. Bước vào vườn quốc gia Ba Vì, đầu tiên bạn sẽ có cơ hội khám phá khu rừng thiên nhiên quyền ảo chìm đắm trong sương mờ, cả một khu rừng thông ngút ngàn sắc xanh cao vời vợi. Bạn tha hồ cùng tụi bạn thân chụp những tấm hình sóng ảo cực chất không khác gì lạc vào xứ sở thần tiên Alice. Đặc biệt vào mùa thu mùa lá rơi tuyệt đẹp bạn sẽ được chứng kiến cả khu rừng chim trong sắc vàng của lá. Nhà thờ cổ Ba Vì với vẻ đẹp quyền bí. Với công trình kiến trúc cổ kiểu Pháp, nhà thờ cổ Ba Vì hiện lên với vẻ đẹp mà mị, để quyền bí lúc ẩn lúc hiện giữa làng sương khói dày đặc. Nếu còn hơi e sợ vẻ bí ẩn của khu nhà cổ, hãy bám chân lũ bạn vào cùng khám phá nhé. Rêu phong bám phủ xuất hiện những chú tắc kè hoa. Nhà thờ cổ Ba Vì là địa điểm lý tưởng cho những bức ảnh siêu điếc vô cùng cuốn hút. Vẻ đẹp cổ kính. Huyền áo của nhà thờ cổ là nét đặc sắc của khu vườn quốc gia nổi tiếng này. Thiên Sơn Suối ngà địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch vườn quốc gia Ba Vì. Bước vào cổng vườn quốc gia Ba Vì, rẽ trái tầm 5 km là bạn sẽ đặt chân tới Thiên Sơn, suối ngà, một cảnh đẹp Ba Vì như chính cái tên gọi của nó. Thiên Sơn Suối ngà rất thích hợp để chụp ảnh và bơi lội với nhiều góc quay đẹp. Làng nước trắng xóa và tinh khiết chảy từ vách núi xuống sẽ mang lại cảm giác sảng khoái tươi mới cho du khách. Một khung cảnh thiên nhiên sông suối. Đường núi vô cùng hùng vĩ, tráng lệ khác xa với khói bụi thành phố. Nhà kính xương rồng ở vườn quốc gia Ba Vì. Điểm đến thu hút lượng du khách chết in nhất phải nhắc tới chính là nhà kính xương rồng duy nhất tại khu du lịch Ba Vì. Nhà kính xương rồng được xây dựng thành một thiên đường xương rồng đầy độc đáo và lạ mắt, hấp dẫn mọi ánh nhìn của du khách. Đây chính là điểm dừng chân lý thú, độc nhất để các bạn trẻ thỏa sức tự sướng cùng. Hơn một hai loại cây xương rồng lớn bé đầy gai góc, mạnh mẽ nhưng không kém phần mộng mị đền thượng ba vì nơi thờ đức thánh tản viên với đường đi dài hơn 500 bậc thang giữa cánh rừng rậm mênh mông đền thượng là khu di tích lịch sử tâm linh được xây dựng trên đỉnh núi tản viên quần thể di tích đền thượng gồm bốn khu chính là đền thờ bác hồ đền hạ đền trung và đền thượng bạn có thể cảm nhận vẻ đẹp cổ kính của ngôi đền cổ trong hương vị lạnh lẽo của sương mây gió và rừng du khách có thể giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn tại ao vua ngay dưới chân núi tản viên du khách có cơ hội tham quan khu du lịch ao vua tổ hợp vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng giữa không gian tư mát của Bà dì. bạn có thể tham gia nhiều trò chơi dân gian như ném phi tiêu chèo thuyền ném vòng đốt lửa trại cũng như nhiều hoạt động ca hát nhảy múa thú vị được xây dựng và trang bị những cơ sở vật chất hiện đại khu du lịch ao vua ba vì với làng nước trong xanh không gian thoáng đảng mát mẻ chính là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho khách du lịch Phần cuối bản tin hôm nay, mời quý vị cùng nghe để cảm nhận vẻ đẹp của những ga tàu đẹp nhất thế giới. Thưa quý vị, Ga Grand Central của Mỹ, Antwerpen Kentraal an của Bỉ, Mabuto của Mozambique gây ấn tượng với du khách thế giới nhờ kiến trúc và lịch sử lâu đời. Antwerpen Kentraal, an, Bỉ, nhà ga được xây vào những năm 189-1905. Năm ga Antwerpen Kentraal an nằm ở trung tâm thành phố Anguep, được xem là một trong những công trình kiến trúc liên quan đến tàu ấn tượng nhất ở Bỉ. Năm 2014, tạp chí Anh, Mỹ Master bời trao cho anh từ World Bank Anh vị trí số 1 trong danh sách các ga tàu đẹp nhất thế giới. Liège-Guillemins, Bỉ. Liège là thành phố lớn thứ ba của Bỉ và Guillemins là một trong những tổ hợp quan trọng nhất nước này khi nằm trên hệ thống đường tàu cao tốc. Nhà ga có tông trắng chủ đạo là nơi kết nối các điểm đến trong và ngoài nước tới Liège. Cuối thế kỷ 20, tàu cao tốc có mặt và Bỉ cần xây nhà ga mới do các sân ga cũ quá nhỏ. Gare du Lambins mới do kiến trúc sư Santiago Avocarola và thiết kế, răng Center, Mỹ. Ga tàu trung tâm này nằm ở thành phố New York sôi động, được công ty kiến trúc Rick và Sem và Gordon và Pem thiết kế, xây dựng từ năm 1903 đến 1913. Paris Gare de Lyon, Pháp. Nếu từng thấy một tòa tháp giống Big Ben khi tới Paris có nghĩa là bạn đang ở ga tàu Gare de Lyon. Paris có 7 ga chính trong thành phố, nhưng đây là ga hấp dẫn nhất và du khách có thể ghé thăm nhà hàng lè trên lờ danh tiếng trên đường tới ga. Công trình xây vào năm 1855 để chuẩn bị cho dịp hội trợ thế giới 1900 với nhiều tầng lớp khác nhau, ghe de Lyon là kiến trúc điển hình của thời đó. Điểm đáng chú ý nhất là tháp đồng hồ ở góc trên của ga. Mobuto, Mozambique, ga Mobuto hoặc ga trung tâm là một nhà ga ghi dấu lịch sử của thành phố Mapeta, Mozambique. Xây từ năm 1908 đến 1916, nhà ga này mang phong cách kiến trúc bâu, ác ấn tượng và là nơi kết nối Nam Phi, Swaziland và Zimbabwe. Tokyo, Nhật Bản. Nhật Bản có nhiều ga tàu thiết kế kiến trúc qua trộn giữa truyền thống và hiện đại. Ga Tokyo nằm ở phố kinh doanh Marunouchi, Chiyoda đón khách từ năm 1914, là ga đông đúc nhất Nhật Bản và điểm chính kết nối Tokyo với các thành phố xung quanh. Mặt ga chính nằm ở hướng tây được xây bằng gạch đỏ truyền thống và hiện là tài sản văn hóa quan trọng của quốc gia này. Kanazawa, Nhật Bản. Ga nằm ở thành phố Kanazawa, thủ phủ của tỉnh Ishikawa, miền Trung đảo Honshu. Công trình nổi tiếng với chiếc cổng gỗ sư Tsuyumi hình chiếc trống truyền thống khổng lồ và mái vòm Motenashi nhờ có hệ thống tàu cao tốc phát triển, mà từ Tokyo hay Kyoto đến Gakana Yawa chỉ tốn khoảng 2,5 tiếng đi tàu. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý áo điểm báo trưa nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.